Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe điện, xe 3 bánh, xe 4 bánh, máy xăng, máy điện. Chắc hẳn là các bạn đã quá quen với việc chế xe bằng trục cô cát rồi. Và trong số đó thì không ít người đã từng sử dụng cái này và đã có một số cái phàn nàn, đó là cái nhược điểm của trục cô cát. Đấy chính là nó bị rê bánh khi vào cua. Đấy là một cái nhược điểm mà khi các bạn đi trên đường bê tông, trên đường nhựa thì thực sự nó không phải là một giải pháp. Và nếu như các bạn sử dụng động cơ yếu thì nó sẽ ghì động cơ lại, rất là nóng động cơ, và có những con động cơ yếu là không chạy nổi. Bởi vì nó sẽ có hiện tượng là trượt bánh, một bánh thì bị rê, còn một bánh quay khi các bạn vào cua, động cơ rất là nóng. Cái trục cô cát này thì nhiều khi là khách hàng cũng chưa hình dung ra hết được khi mua nó. Nó chỉ sử dụng đối với cái việc các bạn đi trên những cái đường đất trơn trượt, trên nền cỏ hay trên bờ cát hay là đường lầy, trục vi sai nó sẽ bị yếu khi mà một bánh trượt và một bánh sẽ không bám được đường nữa. Đấy là cái nhược điểm của vi sai. Thì đối với những cái dòng ô tô cao cấp ý, thì nó có khóa vi sai. Tất nhiên là đồ chơi như chúng ta đang làm xe đây thì không có những cái cấu hình cao như vậy, chỉ có vi sai và không vi sai thôi. Thì chính như vậy, để khắc phục cái nhược điểm của cái trục go kart mà không có vi sai, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một cái bộ trục go kart có sử dụng vi sai xích. Đấy, có vi sai xích các bạn nhé. Và đây chính là cái bộ vi sai xích của nó. Đây chính là một bộ vi sai xích, các bạn có thể cùng xem đây. Đây chính là một bộ vi sai xích này. Đây là một bộ vi sai xích sử dụng xích xe máy. Bộ vi sai này thì nó có gối bi ở hai đầu, cho nên là các bạn là không cần phải mua thêm hai gối nữa. Còn đối với các bạn có trục go kart sẵn rồi ấy, thì trên cái trục go kart ấy thì thường thường là nó sẽ đã có sẵn hai cái gối bi, hai cái gối bi, đây một gối này và bên này một gối bi nữa này. Đấy là các bạn đã có hai gối rồi. Việc các bạn tiếp theo là phải mua thêm một bộ đĩa thôi. Đây một đĩa và đây một đĩa. Thì có nhiều các bạn thắc mắc là tại sao không làm một cái đĩa trên bộ vi sai. Thì mình giải thích cho các bạn như thế này. Khi các bạn phanh hai bên bánh ấy, thì cái lực phanh nó sẽ chịu lực tác dụng trực tiếp. Phanh nó sẽ giữ trục xe lại và bánh giữ lại đấy. Nó như thế. Còn các bạn đặt cái vi sai, các bạn đặt cái bộ phanh trên cái vi sai, thì khi các bạn phanh, toàn bộ cái bánh răng nó sẽ hãm vào cái trục, và cái trục này nó sẽ ghì bánh lại. Vì vậy cái bộ răng vi sai nó rất là có hại, và thậm chí nó có thể phá vỡ bánh răng vi sai. Cho nên là việc phanh trên vi sai là sai về mặt kỹ thuật. Và cũng có một số các bạn nữa làm gối bi ở trên trục mà không phải là gối bi ở trên vi sai, thì mình cũng xin khẳng định luôn, đấy là không đúng kỹ thuật. Tất nhiên các bạn vẫn có thể chạy được, và cái quá trình chạy nó dài hay ngắn, là cái quá trình chạy độ bền được lâu hay chóng, đấy là do các bạn đi nhiều hay đi ít và tải nặng hay tải nhẹ mà thôi. Nhưng về mặt kỹ thuật thì nó hoàn toàn sai. Sai ở đây tại sao các bạn lại hiểu, mình xin giải thích luôn cho các bạn là khi ta sử dụng xích hoặc là dây cura thì nó không như truyền trục cao đăng. Truyền trục cao đăng là truyền moment xoắn, không có lực kéo. Còn truyền xích và truyền dây cura lúc nào nó cũng có một cái lực kéo. Lực kéo vuông góc với trục, lực kéo vuông góc với trục bánh xe. Vì vậy là khi mình dùng xích thì cái lực tì lên, lực kéo lên vi sai là có một lực. Nếu như các bạn đặt gối bi ở trên trục thì toàn bộ cái lực đấy nó sẽ truyền qua bộ bánh răng vi sai và nó truyền sang trục.
Cho nên cái việc để gối trên trục là rất hại bánh răng vi sai. Còn các bạn đặt gối ở trên vi sai thì khi các bạn kéo một lực vuông góc, các bạn kéo xích, tức là kéo một lực vuông góc với trục, thì toàn bộ lực đó sẽ được đỡ bởi hai vòng bi, nó sẽ không có tác dụng gì đến cái bánh răng vi sai. Vì vậy là bánh răng vi sai nó sẽ độ bền nó cao hơn. Tất nhiên khi các bạn sử dụng như thế kia thì các bạn sẽ không phát hiện ra được mà khi nó độ bền nó kém đi thôi. Đấy, cho nên là nhiều các bạn vẫn sử dụng bình thường nhưng độ bền nó sẽ thấp và nó không đúng kỹ thuật. Nếu như bạn nào đã bung bánh răng vi sai ra rồi thì các bạn biết cái bánh răng vi sai ở trong nó có không hề có vòng bi, nó không có vòng bi đỡ ở bên trong đâu các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn sai lầm. Vòng bi răng vi sai ở trong nó không có vòng bi, nó chỉ đỡ bằng bằng cái bạc thôi. Vì vậy là khi các bạn gối cái gối bi lên hai cái đầu trục, các bạn không gối lên vi sai, thì toàn bộ cái bốn cái bánh răng vi sai ở trong nó sẽ bị chịu lực của cái lực kéo của cái bộ xích. Cái này thì các bạn nếu như nghe không hiểu thì các bạn có thể nghe thêm vài lần là các bạn sẽ hiểu ý của mình nói thôi. Đấy. Cho nên tại sao các bạn bung những cái bộ răng vi sai ở trên ô tô hay chính cái bộ vi sai mình đang review cho các bạn coi này, thì vòng bi nó lúc nào cũng đỡ ở trên đầu của bánh răng vi sai. Thì cũng có một số cơ sở sản xuất xe ba bánh ấy, thì người ta lại đỡ cái vòng bi ở trên vi sai. Thì như mình giải thích rồi đấy, cái quá trình sử dụng là nó không ảnh hưởng về về trước mắt, nhưng về lâu dài nó không đúng về mặt kỹ thuật. Đấy, nó là như vậy. Còn quay lại cái chủ đề của bộ này thì hôm nay mình chỉ là giới thiệu cho các bạn thôi về cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này thì lúc nào cũng có sẵn hàng. Đấy. Nó đi kèm thêm một số cái mặt bích như thế này, không phải là đi kèm theo mà nó có ba sự lựa chọn. Thì ở trên thị trường hiện nay thì các cái mẫu la răng dành cho xe go-kart hay là thông thường các bạn độ chế thì thường là nó có ba loại, bốn loại đấy. Loại ba ốc, ba ốc này thì có loại dành cho cái vành 5 inch thì nó nhỏ hơn đấy, nhưng mà cái loại đó thì mình không bán bánh 5 inch vì bánh 5 inch nó bé quá nên mình cũng không bán. Cái đấy ít khách người dùng. Bánh 5 inch thì đường kính của nó khoảng 30, nó bé tí tí thì nó không đẹp lắm. Đấy, thì mình thường bên mình chỉ bán từ bánh 6 inch lên thôi. Thì nó có loại 3 ốc này. Tiếp theo là cái loại 4 ốc thì nó có hai loại. 4 ốc thì có loại chéo 11 vuông 8, tức là đo ốc này sang ốc kia. Đây, các bạn đo từ tim này qua tim này là 8 cm, từ tim này qua tim này là 11 cm. Đấy, đây là một loại. Và loại thứ hai nữa là loại này. Hãy đo từ tim này qua tim này là 10, và từ đây đo từ tim này qua tim này là 7 cm, và đo chéo này là 11 cm. Đo chéo là 10 cm. Đấy. Còn cái loại này là loại 3 ốc. 3 ốc này là dành cho vành 6. Vành 5 thì nó nhỏ hơn, vành 5 bên mình cũng có. Đấy, thì từ cái tim này qua tim này nó đâu khoảng 7 mấy gì đấy, mình không đo nhưng mà nó tiêu chuẩn rồi. Cho nên các bạn cứ yên tâm, nếu đã 3 ốc mà từ vành 6 trở lên thì là cái mayer này đều vừa hết. Còn nếu mà vành 5 thì loại nhỏ hơn, các bạn đặt hàng thì lưu ý cho mình cái đấy. Và cái bộ này thì cũng được trang bị một bộ phanh phanh dầu. Phanh dầu này là phanh dầu cho hai bánh nhé. Đây, phanh dầu này là phanh dầu cho hai bánh này, một chân này, các bạn có thể sử dụng tay thắng cũng được, nhưng đây là bộ sử dụng chân thắng. Cầu thì có các loại dài từ 1,05 m
dài từ 1m05 trở xuống, có nghĩa là 1m05, còn lại ngắn bao nhiêu thì các bạn yêu cầu là đều có hết, các bạn thích ngắn bao nhiêu cũng có. Mọi cái thông tin về đặt hàng thì các bạn liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Sau đây mình sẽ thử lăn cho các bạn xem cái bộ visa nó sẽ hoạt động hai cái bánh độc lập như thế nào. Và cái bộ này mà để gắn lên khung thì cũng không có gì là khó cả. Các bạn chỉ cố định hai cái đầu gối bi ở ngoài, sau đó các bạn gióng đường cho nó thẳng và cố định hai cái gối bi ở trên visai xích nữa là xong. Thì thường thường là các bạn làm là xe thì nó sẽ có một cái dàn để cho các bạn làm giảm xóc vào đấy. Thì đây các bạn làm luôn trên cái dàn gá đấy thì là sẽ có một cái bộ visa như vậy. Và các bạn sẽ có một bộ cầu go-kart visa xích luôn. Các bạn thấy có hot không?